VN Youtuber xin chào quý vị và các bạn Các bạn thân mến Trong bản tin số 131 Chúng ta đã bước đầu nói về chương trình đóng tàu sân bay của Trung Quốc Cùng một số điểm hạn chế của tàu sân bay nước này Trong bản tin hôm nay Chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề Trung Quốc phát triển tàu sân bay để đối phó ai Và liệu các tàu sân bay Có giúp Trung Quốc giành được ưu thế tuyệt đối Trong vấn đề tranh chấp biển đảo hay không Trước hết chúng ta sẽ đi nghiên cứu vấn đề đầu tiên là mục đích phát triển tàu sân bay của Trung Quốc Thưa các bạn, tàu sân bay bắt đầu phát triển từ đầu thế kỷ 20, nhưng cho đến trước Thế chiến thứ hai, vai trò của nó chưa được xác lập. Trong quãng thời gian đó, nhiều nhà chiến lược quân sự vẫn cho rằng thiết giáp hạm là xương sống của các hạm đội và những trận quyết chiến chiến lược trên biển sẽ là những trận đấu giữa các thiết giáp hạm. Nhưng với trận chân châu cảng, Nhật Bản đã làm nổi bật vai trò của tàu sân bay và cũng từ đó tàu sân bay đã chính thức thay thế thiết giáp hạm trở thành xương sống của các hạm đội hải quân tàu sân bay được người mỹ định nghĩa là một căn cứ di động trên mặt biển và là phương tiện để mỹ triển khai sức mạnh quân sự ra khắp thế giới một nhóm tàu sân bay là một cụm căn cứ quân sự di động có hoạt động phức tạp và vô cùng tốn kém việc sở hữu và triển khai hoạt động được các nhóm tàu sân bay không những phô diễn sức mạnh quân sự mà còn là biểu tượng sức mạnh quốc gia song song với quá trình phát triển kinh tế trung quốc từ lâu đã ấp ủ một chương trình đóng tàu sân bay đầy tham vọng đầu tiên họ mua các tàu sân bay đang đóng dở dang từ thời Liên Xô với danh nghĩa để làm sòng bạc nổi, nhưng thực chất là để nghiên cứu kỹ thuật và công nghệ, rồi phục hồi hoàn thiện nốt cho các con tàu giang rỡ này. Kết quả của giai đoạn này là tàu Liêu Ninh. Bước 2, họ sử dụng tàu Liêu Ninh để huấn luyện làm quen với việc vận hành sử dụng tàu sân bay. Bước 3, ba, họ bắt đầu dựa trên kinh nghiệm đã rút ra trong quãng thời gian trước đó để tự đóng các tàu sân bay của riêng mình. Hiện nay Trung Quốc đang ở vào trong bước thứ 3, với việc tự đóng tàu sân bay 001A ở Đại Liên và một số nguồn tin trên mạng Trung Quốc nói rằng có một tàu sân bay khác đang được đóng bí mật ở Thượng Hải. Chuyên gia bình luận quân sự Trần Quang Văn của Trung Quốc trong một bài viết đăng trên mạng Sina ngày 1 tháng 8 nói rằng Trung Quốc có kế hoạch đến năm 2025 sẽ triển khai 6 nhóm tàu sân bay, trong đó có 2 tàu sân bay năng lượng hạt nhân. Câu hỏi đặt ra là Trung Quốc muốn đóng nhiều tàu sân bay như vậy để làm gì? Trả lời câu hỏi này, có lẽ chúng ta phải đặt trong từng thời kỳ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trong dài hạn các nhóm tàu sân bay của trung quốc sẽ cố gắng bắt trước theo lối tổ chức của mỹ để trở thành các căn cứ di động trên biển nhằm triển khai đến các khu vực quan trọng về địa chính trị trên toàn cầu trong trung hạn và ngắn hạn các nhóm tàu sân bay của trung quốc có lẽ sẽ được kỳ vọng để phục vụ cho hai nhiệm vụ chính một là tranh chấp biển đảo và hai là bảo vệ cho tuyến vận tải thương mại huyết mạch của trung quốc qua eo biển malacca như trong bản tin đảo nhân tạo liệu có giúp trung quốc chiếm thế thượng phong tôi đã có lần đề cập Hiện nay tuyến vận tải thương mại qua Biển Đông đang chiếm một phần khá lớn tăng trưởng GDP của Trung Quốc. Bởi vì thứ nhất nguồn năng lượng nhập khẩu phục vụ phát triển kinh tế của Trung Quốc chủ yếu đi qua tuyến vận tải qua Biển Đông. Thứ hai, hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu của Trung Quốc cũng chủ yếu đi qua Biển Đông ra Ấn Độ Dương qua eo biển Malacca. Trong tuyến vận tải thủy này, Mỹ đã giải khá nhiều căn cứ quân sự để khống chế. Đây là một điểm yếu chiến lược của Trung Quốc so với Mỹ. Bằng cách khống chế tuyến vận tải này, mỹ có thể khiến trung quốc điêu đứng nếu xung đột hai nước bùng nổ vì vậy yêu cầu bảo vệ tuyến vận tải huyết mạch này là một yêu cầu chiến lược của trung quốc nhưng khoảng cách từ lục địa trung quốc đến eo biển malacca đường xa diệu vợi ngoài tàu sân bay ra trung quốc không có cách gì để bảo vệ con đường vận tải đó một cách hữu hiệu dĩ nhiên với tham vọng của người trung quốc đang muốn giành địa vị bá chủ toàn cầu họ sẽ không dừng ở mức độ đóng tàu sân bay chỉ để bảo vệ tuyến vận tải huyết mạch như thế do đó mới nói đây chỉ là mục tiêu trung hạn. Song hành cùng với mục tiêu bảo vệ tuyến vận tải chiến lược là mục tiêu tạo ưu thế lực lượng tuyệt đối trong các cuộc xung đột khu vực. Trong bản tin số 131, mạng Sina cũng đã chỉ ra rằng mục tiêu trước mắt của Trung Quốc khi đóng tàu sân bay là để đối phó với các cuộc xung đột khu vực. Các xung đột khu vực tiềm năng liên quan đến tàu sân bay của Trung Quốc gồm có tranh chấp Senkaku với Nhật, tấn công Đài Loan và tranh chiếm các đảo ở Trường Sa. Mặc dù vậy, trong khuôn khổ bản tin này, tôi xin phép chỉ tập trung bàn đến sự xuất hiện của tàu sân bay trong tranh chấp ở quần đảo Trường Sa. Như các bạn đã nhiều lần từng nghe nói, hiện nay Trung Quốc chưa có khả năng áp đảo quân sự ở quần đảo Trường Sa. So về khoảng cách, từ Trường Sa đến lục địa Trung Quốc là hơn 1.000 cây số, còn đến Việt Nam hay Philippines chỉ trong khoảng 500 cây số. Với khoảng cách đó, không quân Trung Quốc muốn triển khai đến Trường Sa và chiến đấu được lâu thì bắt buộc phải dùng máy bay tiếp dầu. Việc triển khai tàu chiến cũng vì đường xa cho nên sẽ mất nhiều thời gian hơn so với tàu của Việt Nam từ Cam Ranh ra hoặc tàu của Philippines từ Subic ra. Đó là những nhược điểm của Trung Quốc nếu muốn động binh ở Trường Sa. Để khắc phục nhược điểm này, Trung Quốc hiện đang tiến hành song song hai việc. Một là xây đảo nhân tạo để lập cảng hải quân và sân bay, hai là tích cực thúc đẩy đóng tàu sân bay. Các đảo nhân tạo tuy xây rất lớn, nhưng vì là đảo nhân tạo không có nguồn nước, không có lương thực, mọi thứ phải tiếp tế từ đất liền do vậy nếu trung quốc triển khai tàu chiến và máy bay ra các đảo nhân tạo mà họ chiếm đóng và xây dựng trái phép ở trường sa thì sự hạn chế đường xa đó vẫn không mất đi mà nó chỉ chuyển từ khía cạnh quân sự sang khía cạnh hậu cần họ càng triển khai nhiều quân nhiều phương tiện khí tài ra trường sa thì sức ép lên mặt bảo đảm hậu cần càng lớn họ có thể vận chuyển bằng đường không hoặc bằng đường thủy từ đất liền ra các nơi này nhưng dù là đường không hay đường thủy thì quãng đường một cây số cũng là một khó khăn rất hiển nhiên Lịch sử đã ghi nhận nhiều đội quân thua không phải vì đánh nhau kém mà thua vì hết lương thực, khiến tinh thần binh sĩ sa sút. Đó là chưa kể, các đảo nhân tạo nằm chơ vơ giữa biển khơi, không có núi đá tự nhiên, chỉ toàn bằng cát, cho nên mật độ bố trí vũ khí càng dày thì tỷ lệ bị tiêu diệt càng cao khi xung đột nổ ra. Bởi thế, các đảo nhân tạo Trung Quốc xây rất hoành tráng, nhưng nó không quá nguy hiểm. Cũng vì thế mà Trung Quốc phải giao giết đóng tàu sân bay. Tàu sân bay hóa giải được các nhược điểm về vận chuyển hậu cần vì nó có thể hoạt động liên tục trong vài tháng mới phải trở về căn cứ để tiếp tế các nhu yếu phẩm và bảo trì bảo dưỡng. Bản thân mỗi nhóm tàu sân bay là một căn cứ liên hợp hải quân không quân với cơ số vũ khí rất hùng hậu. Theo cách tổ chức của Mỹ, mỗi nhóm tàu sân bay gồm một tàu sân bay mang vài chục máy bay, gồm cả máy bay chiến đấu và máy bay trinh sát cảnh báo sớm, máy bay tác chiến điện tử, máy bay chống ngầm, một vài tàu khu trục và tàu hộ vệ để phòng không, chống tàu mặt nước và tàu ngầm đối phương, một tàu hậu cần để tiếp tế lương thực một hoặc hai tàu ngầm để chống tàu ngầm và tàu mặt nước đối phương hoặc bí mật tập kích mục tiêu của đối phương. Tuy nhiên, như đã phân tích trong phần trước, hiện nay các tàu sân bay của Trung Quốc chưa đạt được khả năng chiến đấu như của Mỹ. Trước mắt tàu sân bay Liêu Ninh và tàu sân bay tự đóng 001A của Trung Quốc chỉ có khả năng mang từ 36 đến 40 máy bay, trong đó có 24 chiếc J-15, còn lại là các trực thăng chống ngầm, trinh sát cảnh báo sớm. Khả năng phóng máy bay lên của tàu sân bay Trung Quốc Ước tính chỉ tối đa được 120 lần chiếc một ngày. Thêm nữa, các máy bay mang được rất ít vũ khí vì nếu mang nhiều sẽ không cất cánh nổi. Những khó khăn về kỹ thuật này có lẽ phải cả một chục năm nữa Trung Quốc mới có thể khắc phục được. Tiếp đó là quá trình huấn luyện chiến đấu hiệp đồng cả nhóm tàu sân bay. Các chuyên gia quân sự nói rằng, tổ chức điều hành hoạt động của tàu sân bay rất phức tạp, cần mất rất nhiều thời gian để huấn luyện mới có thể có được. Qua theo dõi những cuộc tập trận rất lớn của Hải quân Trung Quốc trong tháng 7 vừa qua, thì thấy rằng Liêu Ninh đã không được nhắc đến. Cho đến nay, con tàu này đã phục vụ trong Hải quân Trung Quốc được 4 năm, nhưng nó chỉ phục vụ việc huấn luyện cất hạ cánh cho các máy bay J-15 mà chưa thấy tham gia diễn tập trung toàn hạm đội. Qua đó có thể phán đoán Trung Quốc chưa nắm vững được kỹ năng vận hành tàu sân bay. Hai lý do trên đây là những rào cản khiến Trung Quốc sẽ phải mất ít nhất là 10 đến 20 năm mới có thể xây dựng được nhóm tàu sân bay có sức chiến đấu hoàn chỉnh. Nhưng thời gian thì không chờ Trung Quốc, các vũ khí cũng theo quy luật phủ định lẫn nhau tàu sân bay cho thiết giáp hạm vào dĩ vãng còn tên lửa và tàu ngầm ngày nay đang đe dọa tàu sân bay ghê gớm theo thống kê trong thế chiến thứ hai nhật mất 8 chiếc tàu sân bay do ngư lôi phóng từ tàu ngầm của mỹ hải quân mỹ cũng mất 4 tàu sân bay do ngư lôi phóng từ tàu ngầm nhật hải quân anh mất 5 tàu sân bay do bị tàu ngầm của đức tấn công tổng cộng là có 17 tàu sân bay bị đánh chìm vì tàu ngầm mối đe dọa của tàu ngầm đối với tàu sân bay cho đến ngày nay vẫn không hề suy giảm Mặc dù người ta đã cố công nghiên cứu phát triển nhiều phương tiện trinh sát chống ngầm, tháng 12 năm 2005, khi tham gia diễn tập với Mỹ, một tàu ngầm của Thụy Điển đã lặn xuyên qua đội hình cụm tàu sân bay của Mỹ và chụp ảnh từng con tàu của Mỹ ở cự ly rất gần mà các tàu chiến Mỹ không hề phát hiện ra. Năm 2015, tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Pháp khi đóng vai quân xanh đã thành công trong việc vượt qua vòng bảo vệ bên ngoài dưới sự đe dọa liên tục từ máy bay tuần tra chống ngầm P3C và P8A cùng với các tàu khu trục và tàu hộ vệ chống ngầm để lặng lẽ áp sát chiếc tàu sân bay của Mỹ và thực hiện phóng ngư lôi giả định. Nếu đây là một trận đánh thật thì tàu ngầm của Pháp đã đánh chìm được tàu sân bay và các tàu hộ tống của Mỹ rồi. Mối đe dọa thứ hai đối với tàu sân bay là không quân. Người ta nói sinh nghề tử nghiệp. Giá trị cốt lõi của tàu sân bay là mang máy bay đến ném bom đạn lên đầu đối phương. Nhưng chính bản thân nó cũng rất sợ những cuộc tấn công từ trên không. Hồi thế chiến thứ hai, chín tàu sân bay của Nhật Bảy tàu sân bay của Mỹ đã bị đánh chìm vì bom từ máy bay. Ngày nay công nghệ phòng không đã tiến bộ đáng kể, các tàu hộ tống tàu sân bay đã được trang bị tên lửa phòng không có tầm bắn rất xa, rồi ở tầm gần thì lại có những súng cao tốc để đánh chặn tên lửa. Tuy nhiên công nghệ tên lửa bắn tàu sân bay cũng không ngừng phát triển, đã xuất hiện những loại tên lửa chống hạm có tầm bắn xa cả ngàn cây số. Máy bay đối phương không cần phải bay vào vùng hỏa lực phòng không của tàu sân bay mà vẫn tấn công được. Đó là các tên lửa chống hạm của Nga như KH-22. KH-32 phóng từ máy bay ném bom chiến lược hoặc tên lửa P-700 phóng từ tàu nổi và tàu ngầm. Thủ đoạn tấn công cũng ngày càng được nghiên cứu tinh vi. Có loại tên lửa bay thật thấp để xuyên thủng tàu từ thân tàu, lại cũng có loại được đưa bay lên thật cao, chạm tới cả tầng bình lưu và từ đó bổ nhào xuống thẳng mặt boong của tàu sân bay với tốc độ cấp mấy lần vận tốc âm thanh. Đa số các tên lửa chống hạm ngày nay sử dụng cơ chế nổ chậm. Ban đầu nó dùng động năng của bản thân để xuyên thủng vỏ tàu rồi sau đó mới phát nổ khi tên lửa đã ở trong tàu, khiến mức độ phá hoại tăng lên rất nhiều. Hiện nay, nếu Trung Quốc đưa tàu sân bay đi phục vụ các cuộc xung đột ở khu vực, thì các tàu sân bay này phải đối mặt với cả hai mối nguy cơ là tàu ngầm lẫn tên lửa chống hạm. Bởi vì từ Nhật Bản, Đài Loan đến Việt Nam đều có tàu ngầm và đặc biệt có rất nhiều tên lửa chống hạm. Tuy các tên lửa chống hạm của các nước này đều ở chỉ tầm bắn khoảng 300 cây số, chứ không có những loại bắn xa đến 1.000 cây số như của Nga nhưng khi được phóng hàng loạt theo cách hỏa khí phân tán hỏa lực tập trung vào một nhóm tàu sân bay thì dù hệ thống phòng không của các tàu sân bay Trung Quốc hiện đại ngang với Mỹ cũng khó có thể chống đỡ hết được. Đối với tàu sân bay, chỉ cần trúng một quả tên lửa, tàu có thể chưa chìm nhưng trên tàu tập trung các chất dễ cháy dễ nổ với mật độ rất cao. Có thể vụ nổ của tên lửa chống hạm sẽ kích hoạt các vụ cháy nổ trên bản thân tàu, khiến con tàu mất khả năng chiến đấu và phải khắc phục trong hàng năm trời mới xong. Các bạn thân mến, trên đây là một số nét về mục đích và kỳ vọng của trung quốc khi đóng tàu sân bay cùng với những vấn đề đã và sẽ phát sinh nếu trung quốc đưa vào sử dụng tàu sân bay qua đó có thể đi đến một nhận định là trung quốc ngày nay đang bị gậy ông đập lưng ông sau chiến tranh vùng vịnh trung quốc đã tích cực phát triển chiến lược chống xâm nhập và đã thành công trong việc ngăn cản các tàu sân bay mỹ bằng tàu ngầm và tên lửa chống hạm nhưng giờ đây khi họ học đòi theo mỹ đóng tàu sân bay thì họ lại phải đối mặt với thế bố trí chống xâm nhập của các nước khác với những khả năng của tàu sân bay Trung Quốc trong hiện tại và tương lai, đặt trong sự so sánh với sự phát triển của các phương tiện chống tàu sân bay, có thể nói rằng tàu sân bay không giúp Trung Quốc chiếm được ưu thế tuyệt đối. Trái lại, tàu sân bay còn giúp các đối phương dễ dàng xác định mục tiêu chiến lược để đánh bại ý chí của Trung Quốc. Trong một trận chiến giữa một nước nhỏ chống lại một nước lớn, việc đánh bại hoàn toàn nước lớn trên chiến trường là khó khăn, nhưng nước nhỏ có thể đánh bại ý chí xâm lược của nước lớn thông qua việc tiêu diệt những mục tiêu chiến lược, như hồi Việt Nam tập trung tên lửa để bắn B52 vậy bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại